Đến với video tiếp theo này thì Nghề Nông giới thiệu đến quý cô chú anh chị cùng các bạn một số hình ảnh về một cái chiếc máy bơm phun xịt thuốc cho các vườn cây ăn trái tại khu vực miền Tây. Cái chiếc máy bơm phun xịt thuốc này thì sử dụng bằng một cái động cơ motor điện kết nối với một cái đầu hút bơm và nén để phun thuốc. Đây là một cái loại máy phổ biến được sử dụng ở khá là nhiều vườn cây ăn trái ở miền Tây. Cái chiếc máy bơm phun xịt thuốc này thì có một cái ống dẫn vào một cái thùng bằng nhựa, trong đó là chứa các loại thuốc để phun cho các vườn cây ăn trái. Sau đó thì sẽ được dẫn ra bằng những cái ống màu vàng như thế này để xịt cho các vườn cây ăn trái. Tiếp theo thì Nghề Nông kính mời quý cô chú anh chị cùng các bạn xem một số hình ảnh về cái quá trình phun xịt thuốc từ cái máy mà Nghề Nông đã giới thiệu ở đầu video. Ở đây quý cô chú anh chị cùng bạn có thể nhìn thấy những cái cành lá của cây sầu riêng này vừa mới được phun xịt thuốc thì rất là đều. Xin mời quý cô chú anh chị cùng các bạn hãy nhấn đăng ký để tương tác với Nghề Nông. Và mời quý cô chú anh chị cùng các bạn hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.